Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Biên giới biển đảo quê hương. Mở đầu là những thông tin liên quan đến biên giới biển đảo của đất nước. Tiếp theo, những người làm chương trình sẽ giúp quý vị có một cái nhìn tổng quan về đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020. Mục chủ quyền thiêng liêng sẽ là những ghi nhận tại hội thảo quốc tế về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Phần cuối chương trình, mời quý khán giả đến với Nha Trang, Khánh Hòa để cảm nhận về một thành phố biển xinh đẹp và thơ mộng, được mệnh danh là lãng hoa tươi rực rỡ đặt bên bờ Biển Đông. Trước hết là những thông tin trong mục Thời sự biên cương. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 23/2013 ban hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Quy chế quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo giữa các bộ ngành liên quan. Mục đích của quy chế là nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, nâng cao trách nhiệm giữa các cấp ngành địa phương trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, bảo đảm phát triển bền vững. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2013. Từ ngày 3 đến 5 tháng 5 tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013 với chủ đề Tự hào biển đảo Việt Nam. Chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục cho thanh niên sinh viên về lòng yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Tham dự chương trình có 9.000 sinh viên đến từ nhiều trường đại học cao đẳng trong cả nước, trong đó có 900 sinh viên tham gia các hoạt động tại huyện đảo Lý Sơn. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới, huyện Lý Sơn. Cột cờ được xây dựng với chiều cao 25m, lá cờ dài 6m, rộng 4m, hướng ra quần đảo Hoàng Sa. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Ủy ban Biên giới Quốc gia và Học viện Ngoại giao vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về biên giới, biển đảo cho hơn 40 cán bộ các bộ ban ngành. Trong 2 tuần học liên tục, các học viên sẽ được bổ sung nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến biên giới lãnh thổ, được trang bị những kiến thức cập nhật về tình hình biên giới lãnh thổ, nhất là tình hình biển đảo và những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công tác lãnh thổ, nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến công tác biên giới lãnh thổ, kỹ năng đàm phán giải quyết thỏa đáng những vấn đề nảy sinh trên khu vực biên giới đất liền và trên biển, kỹ năng trong công tác tuyên truyền. Vấn đề biên giới lãnh thổ đang là mối quan tâm hàng đầu với các cấp ngành địa phương. Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức là rất kịp thời và cần thiết cho các cán bộ về công tác biên giới biển đảo để trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác biên giới biển đảo của các bộ ngành và địa phương. Để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ dịch cúm H7N9 không lây lan từ Trung Quốc sang khu vực biên giới Việt Nam, Tổ kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đã tiến hành đo thân nhiệt, phun khử trùng cho người và phương tiện. 100% du khách tham quan tại khu vực cửa khẩu đều được đo thân nhiệt trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Cùng với chủ động xây dựng các phương án kế hoạch phòng chống dịch, thì Tổ kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy cũng đã chuẩn bị các dụng cụ bảo hộ chuyên dụng để kịp thời phục vụ cho công tác tiêu độc khử trùng, đồng thời tăng cường cán bộ kiểm tra giám sát cũng như trực tiếp tham gia công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các khu vực ra vào cửa khẩu, đặc biệt là đối với người và phương tiện từ bên kia biên giới qua cửa khẩu. Đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng, kiểm soát chặt chẽ công tác vận chuyển hàng hóa nhằm phát hiện và ngăn chặn những nhóm mặt hàng có nguy cơ mang virus gây bệnh. Ngày 4 tháng 4 năm 2011, đảo Trường Sa lớn đã đón công dân nhí đầu tiên chào đời bằng phương pháp mổ trực tuyến. Đây là sự kiện đặc biệt trong điều kiện trang thiết bị, cơ sở y tế của vùng biển đảo hiện nay còn khó khăn. Nhận thức tầm quan trọng của y tế biển đảo trong chiến lược biển Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020. Đề án nhằm giúp người dân yên tâm bám biển đảo, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cháu bé có gương mặt ngây thơ bụ bẫm đáng yêu này là một nhân vật đặc biệt và cũng có một tên gọi hết sức đặc biệt, Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Cháu bé được sinh ra trên đảo Trường Sa lớn, đánh dấu cho một lớp thế hệ mới sinh ra trên đảo và cũng là ghi nhận cho sự thành công trong công tác phối hợp quân dân y. Khi sinh cháu Trường Xuân, chị Thanh Thúy đã 39 tuổi.
Cái tuổi được coi là tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro khi mang thai, với chẩn đoán là một ca sinh khó. Các bác sĩ của bệnh xá đảo Trường Sa lớn với sự hỗ trợ từ xa của bệnh viện 175 đã thực hiện thành công ca mổ. Bé Trường Xuân giờ đã hơn 2 tuổi, sẽ là thế hệ kế tiếp của cộng đồng người Việt kiên cường bám trụ đảo. Huyện đảo Trường Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân các tỉnh miền Trung. Lực lượng quân y thực sự là chỗ dựa tin cậy của quân và dân nơi biển đảo. Tại sao là cháu là tên là Nguyễn Ngọc Trường Xuân là vì thế. Bác sĩ Ngọc là bác sĩ của bệnh xá đảo. Bác sĩ Xuân Lãm là bác sĩ của bệnh viện Khánh Hòa, còn Trường là Trường Sa. Thế thì nó cũng như là một cái hy vọng của một cái cuộc sống của con người, cũng như là của bố mẹ cháu, nó là một cái mùa xuân vĩnh hằng và mùa xuân trên đảo sẽ là mùa xuân hòa bình và hạnh phúc. Việc tăng cường chuyên môn cho các đảo xa, hỗ trợ cấp cứu cho các tàu đánh bắt xa bờ và tổ chức vận chuyển cấp cứu là quan trọng và cần thiết. Cùng với việc tạo nguồn lực từ các bộ ngành, các địa phương cũng không ngừng đầu tư cho y tế biển. Hải Phòng có 7 huyện ven biển và 2 huyện đảo là Cát Bà và Bạch Long Vĩ. 20 năm qua, Sở Y tế Hải Phòng đã và đang thực hiện chế độ luân phiên cử bác sĩ ra hỗ trợ cho y tế huyện đảo. Các bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi 3 tháng một lần được cử đi chuyển giao kỹ thuật ở đảo Bạch Long Vĩ. Cái mô hình y tế biển đảo của Bạch Long Vĩ hiện nay là cũng phải nói là một trong những mô hình là cũng cần phải được quan tâm và tiếp tục đầu tư tiếp theo. Và chính vì vậy trong 20 năm qua thì y tế Bạch Long Vĩ cũng đã triển khai là một số việc mà đáng ghi nhận. Thứ nhất là triển khai tất cả các chương trình y tế quốc gia đều được triển khai trên đảo. Thứ hai nữa là tổ chức làm tốt công tác là khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu được một số ca bệnh khá là hiểm nghèo. Vùng biển nước ta rộng hơn 1 triệu km vuông với đường bờ biển dài 3.620 km, có hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ. Hiện có 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương, trong đó có 151 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Dân số xã phường tiếp giáp biển khoảng 16,8 triệu người, trong đó dân số các huyện đảo khoảng 242.000 người. Mặc dù hệ thống y tế của nước ta đã được tổ chức theo quy hoạch chung trong hệ thống y tế quốc gia, nhưng nhìn chung, năng lực của các trung tâm y tế, bệnh viện, trạm y tế xã đảo còn hạn chế. Các dịch vụ y tế, đặc biệt là chuyên khoa, kỹ thuật cao còn chưa bao phủ hết đối với quân và dân đang sinh sống. Để bảo đảm việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, quân và dân trên biển đảo một cách có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020, tạo cơ hội tập trung nguồn lực đầu tư cao nhất cho y tế biển đảo. Chính phủ đã ký cái quyết định nghĩa vụ luân phiên đối với cán bộ y tế, và Bộ Y tế sẽ có thông tư hướng dẫn cái này vào các đồng chí, là tuyến trên của chúng ta cứ lần lượt 6 tháng đến 1 năm xuống tuyến dưới. Ở Trường Sa có người sống 10 năm ở đấy các đồng chí ạ. Còn thông thường bộ đội là 3 năm nghĩa vụ, ít nhất cho đến 5 năm, mà vẫn phải làm 1 năm về một lần. Cho nên cái đề án mà vừa rồi mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, tôi cho là cơ bản các đồng chí giám đốc sở và các đồng chí ủy ban tham mưu cái này luân chuyển luôn luôn có một nguồn cán bộ. Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020 sẽ được triển khai trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2020 với tổng ngân sách là 8.200 tỷ đồng. Đề án đặt ra mục tiêu chủ yếu như đào tạo bổ sung y bác sĩ về y học biển có đủ khả năng cấp cứu, khám chữa bệnh cho các bệnh lý đặc thù biển, cho 70% các bệnh viện, trung tâm y tế huyện đảo và các bệnh viện ven biển, 100% các xã đảo độc lập trên biển có trạm y tế, trong đó 50% đạt tiêu chí chuẩn phù hợp với biển đảo tuyến xã. Đầu tư 4 trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 để phối hợp với 4 trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, cấp cứu vận chuyển bệnh nhân về đất liền. Đóng mới một tàu biển đa năng có chức năng là tàu bệnh viện và là cơ sở y tế lưu động trên biển. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% ngư dân trên các đảo. Một trong những khâu quan trọng trong quá trình thực hiện đề án đó là nguồn nhân lực. Phải tạo được cái nguồn nhân lực y tế để bám đảo. Mà cái nguồn nhân lực này thì vì nó ít, phải giải quyết các tình huống. Kinh nghiệm thì nó không nhiều. Cho nên là có mấy cái phương châm. Cái phương châm thứ nhất ý, là phải đào tạo theo cái phương thức là cầm tay chỉ việc là chính. Và phương thức thứ hai là nên để một người biết nhiều việc. Một ngày mới trên chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thiên nhiên hùng vĩ và rực rỡ là vậy,
nhưng cũng ẩn chứa những diễn biến bất thường, đe dọa tới tính mạng, sức khỏe cộng đồng dân cư. Đây là mối quan tâm mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta hướng về phía biển, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên những vùng biển đảo. Đề án phát triển y tế biển đảo đến năm 2020 sẽ tạo cơ hội tập trung nguồn lực đầu tư cao nhất cho y tế biển đảo, tạo công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, giúp người dân yên tâm bám biển đảo, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, Hội thảo quốc tế về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Điều có ý nghĩa hơn là hội thảo lại được tổ chức cùng thời gian với lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa, một lễ hội dân gian rất đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi. Hội thảo đã giới thiệu với bạn bè quốc tế những căn cứ pháp lý lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời giúp họ hiểu thêm về những nét văn hóa gắn liền với Hoàng Sa, Trường Sa. Hội thảo quốc tế với chủ đề Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những khía cạnh lịch sử và pháp lý đã được tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2013. Đây là lần đầu tiên một hội thảo tầm quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa được tổ chức ở một địa phương duyên hải miền Trung, nơi gắn liền với những bằng chứng pháp lý, lịch sử từ lâu đời về việc các nhà nước Việt Nam đã tiến hành xác lập, thực thi chủ quyền, quản lý và khai thác hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu là các học giả quốc tế, Việt Kiều, các chuyên gia nghiên cứu đầu ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu đến từ Mỹ, Nga, Canada, Thụy Điển, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và đại diện một số bộ, ban ngành và địa phương trong nước. Chúng tôi, các học giả, các nhà nghiên cứu đã đề cập những vấn đề rất cơ bản. Thứ nhất, tức là họ đề cập đến các cái cơ sở pháp lý để mà xác định cái chủ quyền lãnh thổ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có cái sự so sánh các cái nguyên tắc pháp lý, các cái quan niệm của các bên tranh chấp đối với hai quần đảo này, và khẳng định rằng là cái quan niệm pháp lý, nguyên tắc pháp lý mà Việt Nam dựa vào và để khẳng định rằng mình có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là chúng ta theo nguyên tắc chiếm hữu thực sự, đó là nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ khi nó còn là đất vô chủ, và việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền là thực sự rõ ràng, hòa bình liên tục. Trong hai phiên thảo luận đã có 13 bài tham luận và hàng chục ý kiến thảo luận sôi nổi về các chủ đề về quy định của luật pháp quốc tế, về vấn đề chủ quyền lịch sử, các bằng chứng, căn cứ pháp lý lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời chỉ rõ, Trung Quốc hoàn toàn không có các chứng cứ để khẳng định chủ quyền của họ đối với hai quần đảo này. Lãnh thổ Trung Quốc kết thúc ở đảo Hải Nam. Các tham luận đã phân tích các khía cạnh của luật pháp quốc tế liên quan đến thụ đắc lãnh thổ, đồng thời thừa nhận rằng Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa một cách hòa bình, liên tục, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động sử dụng vũ lực của Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một số bãi ngầm ở quần đảo Trường Sa hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế. Tôi thừa nhận rằng ấy là người Trung Quốc là có đến để mà làm ăn sinh sống một số ở cái đảo, kể cả Hoàng Sa và kể cả một phần ở Trường Sa. Nhưng mà đó là gì? Đó là những người mà Trung Quốc không thừa nhận rằng đấy là cư dân Trung Quốc. Trung Quốc có cái chính sách cấm vận một cách tuyệt đối, ngoại bất, tức là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ai đó mà đi ra ngoài đảo mà làm ăn như vậy thì Trung Quốc không thừa nhận là người Trung Quốc, thậm chí là cái người phản pháp luật Trung Quốc, chống pháp luật Trung Quốc. Thế thì cái người đó có tư cách gì để mà đại diện cho Trung Quốc, nói rằng là người ta đại diện cho nhà nước Trung Quốc để người ta làm ăn được đấy, làm việc đấy, phải không ạ? Cho nên đấy, nói là chủ quyền là phải nói đến chủ quyền quốc gia lãnh thổ, nói đến chủ quyền của nhà nước, và cái chủ quyền được thực thi dưới danh nghĩa nhà nước, bằng nhà nước, bởi nhà nước, thì những cái người dân này nhà nước Trung Quốc có thừa nhận đâu. Thế mà họ bây giờ bảo là đấy là chủ quyền của họ được thực thi bởi những cái người dân này. Chủ quyền làm gì có cái chủ quyền được thực thi bởi những người dân ngoài pháp luật Trung Quốc quy định. Thì sau cái sự thành lập của Liên Hợp Quốc, và đặc biệt sau cái nghị quyết 26-25 năm 1970 của Liên Hợp Quốc đã chỉ rõ ra là một cái lãnh thổ
của một quốc gia không thể là một đối tượng của sự chiếm đóng quân sự sau khi dù sử dụng vũ lực trái với điều khoản của hiến chương, và lãnh thổ của quốc gia khác tiếp sau việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực sẽ không được công nhận là hợp pháp. Và ngay trong nghị quyết này cũng đã nêu thêm là mọi quốc gia đều có nghĩa vụ tránh sử dụng đe dọa hay sử dụng vũ lực để xâm phạm các biên giới quốc tế hiện có của một quốc gia khác, hay để làm phương tiện giải quyết các tranh chấp quốc tế, kể cả các tranh chấp về lãnh thổ và các vấn đề liên quan tới các biên giới quốc gia. Như vậy là cho đến bây giờ luật pháp quốc tế đã không công nhận cái việc sử dụng sức mạnh vũ lực để xâm chiếm lãnh thổ, để thúc đẩy lãnh thổ. Ông Jonathan London, phó giáo sư trường Đại học Tổng hợp Hồng Kông, trong tham luận của mình đã chỉ ra rằng Trung Quốc không có chứng cứ lịch sử về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các bản đồ và tài liệu lịch sử chính thức của Trung Quốc thời nhà Minh và nhà Thanh cho thấy lãnh thổ của Trung Quốc kết thúc tại đảo Hải Nam. Tôi đề nghị rằng là thứ nhất đó, để giải quyết vấn đề cho nó tốt thì nên cố gắng làm sao quảng bá cái sự thật lịch sử từ đầu đuôi như thế nào đó, để cho cả nhân dân các nước kể cả Trung Quốc biết sự thật nó ra sao. Bởi vì khi biết sự thật nó rồi đó thì cái lẽ phải nó sẽ ở đâu. Và tôi nghĩ rằng là cần chúng ta là những nhà nghiên cứu làm thế nào để nói tất cả nhân dân thế giới mọi người biết để thấy đó là sự thật như thế nào, và từ đó để ta đấu tranh dựa vào luật pháp quốc tế. Trong các tham luận và các ý kiến thảo luận, các đại biểu cũng đã đề cập nhiều đến tình hình Biển Đông thời gian gần đây, phê phán yêu sách phi lý đường lưỡi bò ở Biển Đông, đồng thời chỉ ra rằng việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực thi yêu sách đường lưỡi bò chính là nguyên nhân gây tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Các ý kiến cũng cho rằng việc Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa với vùng biển rộng 2 triệu km2 và đang giáo diết triển khai các hoạt động củng cố Tam Sa, nhất là việc Trung Quốc thiết lập cơ quan chỉ huy quân sự ở thành phố Tam Sa, ban hành điều lệ quản trị an biên phòng tỉnh Hải Nam là nhằm khống chế, kiểm soát Biển Đông, đe dọa hòa bình ổn định và an ninh an toàn hàng hải ở Biển Đông. Mình có thể khẳng định là đối với chính sách của Trung Quốc thì có 3 cái là bất chính đáng. Một là vấn đề mà xâm lược Hoàng Sa, thứ hai là đường lưỡi bò, và thứ ba là thành lập cái San Sa là hoàn toàn là phi lý và chẳng có cơ sở nào. Đây là một việc rất rõ ràng. Tôi nghĩ là cái quan điểm của Việt Nam là cũng có cơ sở và nó hoàn toàn là hợp lý. Vấn đề của Việt Nam không phải là về vấn đề pháp luật hoặc là pháp lý. Vấn đề của Việt Nam là họ có thể nêu rõ cái vấn đề này và huy động những hợp tác của quốc tế để giúp Việt Nam và giúp cả khu vực có một thỏa hiệp mà hợp lý mà là có cơ sở về pháp lý nữa. Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, trưởng ban tổ chức hội thảo chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những khía cạnh lịch sử và pháp lý nhấn mạnh. Tại hội thảo lần này, các đại biểu nhất trí cho rằng hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh an toàn hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Các quốc gia ven Biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Trong ngày thứ hai của Hội thảo quốc tế về Hoàng Sa Trường Sa, các học giả đã đến thăm đảo Lý Sơn để tận mắt chứng kiến những di tích liên quan đến các chứng cứ lịch sử pháp lý gắn liền với hoạt động của đội Hoàng Sa trong việc thực thi chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như Âm Linh Tự, nhà trưng bày lưu niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, mộ gió tránh đội trưởng thủy quân xuất đội Phạm Hữu Nhật, nhà thờ Phạm Quang Ảnh, và được nghe chính những người dân giới thiệu về các chứng tích, câu chuyện lịch sử gắn liền với những di tích này.
Đặc biệt, các đại biểu đã được tham dự lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa và chứng kiến tất cả những nghi thức quan trọng của buổi lễ khao lễ thế này được tổ chức tại sân đình làng An Vĩnh, là nơi mà từ nhiều thế kỷ trước đã diễn ra các cuộc họp bàn bạc tuyển chọn binh phu ra Hoàng Sa, Trường Sa. Được chứng kiến nghi thức thả khinh thuyền Hoàng Sa, một trong những nghi thức quan trọng nhất trong lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Không phải chỉ là đi khai thác biển mà còn là kiểm soát biển Đông nữa, bởi vì thường thường cai đội Hoàng Sa đó là kiêm quản luôn cái quan thủ ngự ở cửa biển Sa Kỳ. Mà như vậy tức là để chống cái giặc biển mới đủ thứ đấy, phải an ninh biển. Và vì cái theo tôi đó, khi mà cái lễ hội này của lính thế lính Hoàng Sa, nhưng mà cũng là nói đến chung đó, đến cái việc mà khai thác sản vật ở Hoàng Sa cũng như là thể hiện cái chủ quyền của mình đấy bằng những cái hành động ở Hoàng Sa cũng như là an ninh biển. Lễ khao lễ ra là nhằm ý nghĩa là như là tế sống cho những người đi lên lính ngày trước để người ta yên lòng, có thể người ta ra, cho nên lễ đó nó còn mang ý nghĩa cầu an cho những người đi lính Hoàng Sa nữa. Và lễ này nó còn một nét nghĩa khác, đó là nhằm tế lính. Bởi vì nếu những người đi Hoàng Sa, Trường Sa không may đã bỏ mình đi biển thì người ta làm lễ khao lễ thế Hoàng Sa, ngoài nét nghĩa là thế mạng những người đi lính, tế sống những người lính, thì còn nó nghĩa là tế tự cho những người đi Hoàng Sa, Trường Sa đã không may bỏ mình đi biển, là tri ân đến công lao của họ trong đã có công lao trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chúng ta, cắm mốc Điện Biên. Theo sử sách ghi lại thì đội Hoàng Sa hoạt động liên tiếp trong nhiều thế kỷ, từ thế kỷ 17, thế kỷ 18 đến thế kỷ 19. Trong suốt thời gian đó, có hàng vạn người đã phải vượt qua không biết bao nhiêu sóng gầm bão tố để đo đạc thủy trình, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền lãnh thổ và khai thác tài nguyên biển đảo theo lệnh của các chúa Nguyễn và triều Nguyễn. Tại Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa, nằm trong cụm di tích lịch sử của đội hùng binh Hoàng Sa, kiêm quản Trường Sa, đã lưu giữ rất nhiều các tư liệu của các nhà thờ tộc họ liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa và các bản đồ tư liệu, các châu bản của triều đình liên quan đến Hải đội Hoàng Sa. Những phu binh không chỉ có công trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng biển mà còn thực hiện sứ mệnh cao cả, cắm mốc, khẳng định chủ quyền. Tại huyện đảo Lý Sơn, các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống cũng như các khó khăn bất chắc trong việc bám biển mưu sinh của những người dân kiên cường nơi đây. Sau khi đi tham quan các di tích lịch sử và tìm hiểu cuộc sống của các ngư dân nơi đây, nhất là chứng kiến tận mắt hình ảnh tàu cá của ngư dân Việt Nam bị bắn cháy, tôi thấy rất chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các ngư dân Việt Nam. Đặc biệt, đối với những người có trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề về Biển Đông, thì việc chứng kiến tận mắt như thế này là rất có ý nghĩa. Tôi cũng hy vọng trong tương lai, những xung đột ở Biển Đông được giải quyết để những ngư dân được an toàn khi đi biển. Luôn cảm thấy tình trách nhiệm của chúng tôi, những học gia trên toàn thế giới để nghiên cứu vấn đề này, làm thế nào để những người dân nơi này có khả năng làm việc làm nghề ngoài biển bình thường, trong yên tâm và để có hòa bình và ổn định trong khu vực. Việc tận mắt chứng kiến các hoạt động lễ hội, chứng kiến cuộc sống của người dân và tham quan các di tích lịch sử trên đảo Lý Sơn đã giúp các học giả hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước của người dân Việt Nam và có cái nhìn khách quan, xác thực về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thưa quý vị khán giả, được mệnh danh là lãng hoa tươi rực rỡ đặt bên bờ Biển Đông, thành phố du lịch biển Nha Trang là điểm đến của nhiều du khách trong hành trình khám phá các vùng miền trên dải đất hình chữ S. Trong chương trình Nét đẹp quê hương hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với Nha Trang để cùng say đắm với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và chiêm ngưỡng những danh thắng như Tháp Bà, Chùa Long Sơn, Nhà thờ Núi, Biệt thự Cầu Đá.
Những hình ảnh của vùng đất Nha Trang Khánh Hòa đã khép lại chương trình Biên giới biển đảo quê hương tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.